Phương đang có mặt tại Bà Nà Hills của thành phố Đà Nẵng. Như bạn biết đấy, Bà Nà Hills không chỉ nổi tiếng với công trình cáp treo đạt 4 kỷ lục thế giới, mà Bà Nà Hills còn nổi tiếng với thứ nhất bởi hệ thống kiến trúc rất nổi tiếng, vô cùng đặc biệt, độc đáo. Và làng Pháp chính là một trong những hệ thống kiến trúc vô cùng độc đáo đó. Hay các bạn biết không? Cái làng Pháp này là được thiết kế bởi ý tưởng vòng quanh nước Pháp và đã được khánh thành vào năm 2015 trên đỉnh Bà Nà Hills. Bây giờ ông Phương mời các bạn bắt đầu đi khám phá làng Pháp trên đỉnh Bà Nà Hills nhé. Nào, xin mời các bạn. Dạo một vòng quanh làng Pháp Bà Nà, mỗi phần công trình là từng kiến trúc khác nhau của từng thời điểm, từng phong cách của thế kỷ 12, 13, 14. Nhưng các bạn biết không, những cái chi tiết đó được kết nối lại với nhau thành một chiếc màn ảnh kể lên một câu chuyện chung về dấu ấn đậm đà của nền văn hóa và kiến trúc nước Pháp. Các bạn ơi, các bạn không cần phải tới châu Âu để ngắm những mái vòm cung của thánh đường hay là đến nước Pháp để ngắm những lâu đài cổ kính, mà làng Pháp trên đỉnh Bà Nà sẽ mang đến cảm nhận đặc biệt về không gian kiến trúc cùng nhiều hoạt động đặc thù với bề dày và chiều sâu văn hóa của châu Âu các bạn ạ. Phía mặt tiền công trình có cấu trúc thăng bằng và uy nghi. Khi vào bên trong, cấu trúc tráng lệ đặc thù với những vòng cung chóp nhọn trên đỉnh cùng lối đi rộng, hai bên là hai dãy bàn ghế gỗ nâu dài và sự hiện diện của hình ảnh mô phỏng đại phong cầm trên cung thánh. Hệ thống nội thất bên trong các tòa nhà và không gian cảnh quan cũng được bài trí từng chi tiết vật dụng đều mang âm hưởng và phong cách châu Âu cổ điển, tạo lập không gian riêng tư nhưng vẫn gần gũi với cảnh quan thiên nhiên các bạn nhé. Thưa các bạn, làng Pháp thật sự đã góp phần tạo nên sự hoàn hảo cho Bà Nà Hills, niềm tự hào trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thành phố bên bờ sông Hàn.
Như vậy là Băng Phương cùng các bạn vừa đi tham quan và khám phá xong kiến trúc của làng Pháp trên đỉnh Bà Nà Hill. Hy vọng rằng video này sẽ mang đến cảm hứng cho các bạn để các bạn sẽ tìm kiếm cơ hội, có cơ hội khám phá những cái kiến trúc cổ kính của phong cách châu Âu trên đỉnh Bà Nà Hill này. Rất mong là các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho kênh Băng Phương Xếp Em Tiềm Ẩn. Xin chào các bạn. And when the samba played, the samba.